Các bạn đang theo dõi tác phẩm Tổ quốc ăn năn của tác giả Nguyễn Gia Kiển, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org năm 2022, người đọc Vũ Đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Phần tiếp theo. U đạo bất u bần. Như tôi đã trình bày khi phê phán Khổng giáo, không nên đồng hóa nó với ông Khổng Khâu, càng không nên đổ hết trách nhiệm cho ông. Ông không chí thánh chí nhân, nhưng ông Trần Trọng Kim viết trong cuốn Nho giáo, nhưng cũng là người tốt. Ông mở trường tư đầu tiên và tạo ra một cơ hội tiến thân quan trọng cho tầng lớp thứ dân. Thế cũng là một người có công lớn với đời rồi. Ông dạy học trò nhiều điều về luân lý thực tiễn, xét theo bối cảnh thời đại của ông. Trong những điều ông nói có những điều khá đúng, những điều hơi sai và những điều rất sai. Đó là lẽ tự nhiên, không có học giả, triết gia nào chỉ phát biểu những điều hoàn toàn đúng. Socrates, Platon, Aristotle cũng vậy thôi. Họ có những ý kiến thật sáng, nhưng cũng có những nhận định sai lầm thiếu sót. Bổn phận của những người đi sau là giữ lại, bổ túc và khai triển những đóng góp đúng, bỏ đi những sai lầm và dĩ nhiên không ngừng thêm vào những khám phá mới. Văn hóa Khổng giáo trở thành độc hại không phải vì nó sai ngay từ đầu, mà vì nó đã không biết đổi mới. Nó đã khai thác triệt để hai tính xấu của Khổng Tử là tinh thần thủ cụ, bài bác điều mới lạ và tinh thần bất dung. Thí dụ như việc giết thiếu chính Mão chỉ vì ông Mão có tài biện luận và không đồng ý với Khổng Tử. Không những thế, nó còn bóp méo tư tưởng của chính Khổng Tử. Một thí dụ của sự xuyên tạc đó là tinh thần an bần lạc đạo, nghĩa là cam phận nghèo mà vui với đạo đức. Tinh thần này theo các nho sĩ lấy từ một câu trong Luận Ngữ: người quân tử chỉ lo giữ đạo lý chứ không lo nghèo. Quân tử ưu đạo bất ưu bần. Nhưng Khổng Tử nào đâu có ý định nói như thế. Ông nói nguyên văn như thế này: người quân tử mưu tìm học đạo chứ không mưu tìm miếng ăn. Làm ruộng có khi mất mùa cũng đói, còn học đạo thì có lộc. Người quân tử chỉ cần lo học cho giỏi chứ đừng sợ nghèo. Quân tử mưu đạo bất mưu thực. Canh giả, nổi tại kỳ trung hỷ. Học giả, lộc tại kỳ trung hỷ. Quân tử ưu đạo bất ưu bần. Đó chỉ là một lời khuyên thực dụng mà thôi. Có nghĩa là cứ lo học đi rồi sẽ được làm quan và sẽ có ăn. Nên nhớ rằng mục đích của việc học đạo chỉ là để được làm quan. Ý của Khổng Tử qua câu nói này hoàn toàn không phải là sự chấp nhận nghèo khổ, miễn là sống hợp đạo đức. Cần hiểu chữ đạo của Khổng Tử đồng nghĩa với nghề, nghĩa là học thi, thư, lễ, nhạc cho thạo để ra làm quan, chứ không phải là đạo đức như ta hiểu. Chính Khổng Tử cũng rất ham phú quý. Ông từng nói: phú quý mà cầu được thì dù phải làm kẻ cầm roi đánh xe ngựa ta cũng nhận. Phú quý nhi khả cầu giả, tuy chấp tiên chi sĩ, ngô diệt vi chi. Khổng Tử lương thiện, nhưng không phải vì thế mà ông đề cao sự nghèo khổ. Ông đã đi khắp nơi cầu được làm quan, có lúc sẵn sàng làm gia nhân cho những kẻ giàu có phản trắc. Nhưng sinh quan của ông rất thực dụng, cầu lợi ích cho mình và sống lương thiện. Đó là một nhân sinh quan rất khiêm tốn về mặt đạo đức. Từ đời nhà Hán, luân lý của Khổng giáo bị bóp méo đi để biến thành một thứ luân lý nông nghiệp lạc hậu. Lưu Bang tức Hán Cao Tổ sau khi diệt được Tần và Sở, thống nhất thiên hạ, nhận định rằng mối nguy cho dòng họ mình là những kẻ giàu có và gan dạ. Ông bèn xóa bỏ thương nghiệp và chỉ giữ lại nông nghiệp.
Việc phân chia xã hội ra 4 giai cấp sĩ, nông, công, thương bắt đầu từ đó. Nếu chỉ xét về mục đích duy trì quyền hành thì nhà Hán hoàn toàn có lý. Nghề nông chân lắm tay bùn, được mùa thì no, mất mùa thì đói. Không thể nào giàu lớn được, gia tài chỉ là ruộng đất có bao nhiêu triều đình thấy rõ hết. Vả lại người nông dân chỉ ở yên một chỗ, kiến thức hạn hẹp mà đỡm lược cũng không có bao nhiêu. Trái lại người buôn bán giao du nhiều, hiểu biết rộng rãi, lại quen đương đầu với rủi ro thành ra gan dạ, có gan làm giàu. Nghề buôn bán lại dễ phát đạt, có thể đưa tới những tài sản rất lớn, kín đáo và dễ di chuyển. Những thương nhân giàu có này lại không làm quan ăn lộc vua và do đó không mang ơn vua như lớp nho sĩ. Họ có thể là những đe dọa lớn cho các vua chúa. Chính vì thế mà nhà Hán dẹp bỏ thương nghiệp, và khi thương nghiệp đã bị xóa bỏ, sự trao đổi hàng hóa không còn nữa, thì công nghiệp chỉ còn là một nghề phụ của nghề nông, làm ra những nhu yếu phẩm cho xóm làng mà thôi. Dưới đời nhà Hán, thương nhân không những bị trù dập thô bạo mà còn bị miệt thị như những kẻ xấu xa đáng khinh bỉ. Các triều đại về sau có lúc nới lỏng cho thương nghiệp đôi chút, nhưng rồi lại siết lại ngay. Triều đại nào cũng coi thương nghiệp là mối nguy và đều ra sức trù dập và miệt thị. Cuối cùng với thời gian, một giá trị mới đã được thêm vào Khổng giáo, đó là tâm lý khinh bỉ nghề buôn bán. Phải công bình mà nói, tâm lý này hoàn toàn không có trong đầu óc Khổng Tử. Cả Khổng Tử lẫn các môn đệ của ông đều không bao giờ bài xích thương nghiệp, cũng như không bao giờ tưởng tượng có việc kiểm duyệt báo chí hay những chiến dịch tẩy não, những trại tù cải tạo tư tưởng của các chế độ cộng sản sau này. Thương nghiệp là động cơ tiến hóa của mọi xã hội. Nó vừa là sự chấp nhận rủi ro cho đổi mới, vừa là sự giao lưu của người, của kiến thức, ý kiến và sáng kiến. Nó cũng là sự giàu có. Thương nghiệp đối với xã hội cũng như máu đối với cơ thể. Nó là yếu tố tối cần thiết cho mọi sinh hoạt khác. Dù là nông nghiệp, công nghiệp hay văn hóa xã hội, có thương nghiệp mới có tiến bộ. Không có thương nghiệp thì xã hội tê liệt và dẫm chân tại chỗ, kể cả về vật chất lẫn tinh thần là lẽ tự nhiên. Trong những yếu tố độc hại của Khổng giáo, yếu tố độc hại nhất trên hẳn mọi yếu tố khác chính là sự thù ghét thương nghiệp. Mà về việc này thì Khổng Tử hoàn toàn vô can. Nó là một phát minh của Hán Nho và được duy trì vì cần thiết cho sự ổn vững của các chế độ quân chủ chuyên chế. Không phải là một sự tình cờ mà các tiến bộ lớn của nhân loại đã phát sinh từ các thị trấn buôn bán và tư tưởng dân chủ, cũng như các chế độ dân chủ đầu tiên đã nảy sinh từ đó. Cũng không phải là một sự tình cờ mà Hoa Kỳ, một quốc gia tạp chủng, khởi hành từ số 0, nhưng có mẫu số chung là business, đã mau chóng trở thành siêu cường số 1 của thế giới. Như đã nói, Việt Nam vừa hình thành thì đã tiếp thu Khổng giáo từ đời nhà Hán. Nghĩa là khi Khổng học đã bị tồi tệ hóa do sự thêm vào nhiều yếu tố độc hại, trong đó độc hại nhất là tâm lý thù ghét thương nghiệp. Suốt dòng lịch sử, chúng ta đã chỉ biết có tâm lý này. Không như người Trung Hoa ít ra đã có một thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong đó cả một rừng hoa tư tưởng nở rộ và thương nghiệp phát triển mạnh. Chính vì thế mà văn hóa của ta thấp kém hơn văn hóa Trung Quốc. Chính vì thế mà chúng ta dở về buôn bán hơn tất cả mọi quốc gia có cùng một chiều dài lịch sử. Như một người mù lòa quen với bóng tối, Việt Nam cũng như Trung Quốc, nhưng hơn cả Trung Quốc, đã thích nghi với sự nghèo khổ và tìm an ủi ngay trong sự nghèo khổ. An bần lạc đạo là một triết lý và một thứ thuốc an thần ru ngủ trí tuệ ta. Đáng lẽ chỉ nên coi sự nghèo khổ là một tình trạng đáng buồn cần chấm dứt. Chúng ta coi nó như một sự vinh quang. Đáng lẽ chỉ nên coi người nghèo là những người không may cần được giúp đỡ. Ta lại coi họ là những người trong sạch đáng tôn vinh. Tâm lý này lại là tâm lý của kẻ sĩ, nghĩa là thành phần tinh nhuệ nhất, hiểu biết nhất. Nếu thù ghét thương mại là di sản độc hại nhất của Khổng giáo, thì nó cũng là di sản nặng nề nhất của người Việt ngay trong lúc này.
Thế hệ của tôi, những người vào đại học trong thập niên năm 1960, hoàn toàn bị tâm lý trọng sĩ khinh thương chế ngự. Ước mơ của chúng tôi chỉ là đậu cử nhân, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư để được làm giáo sư, giám đốc. Cha mẹ chúng tôi cũng chúc tụng và mơ ước cho chúng tôi tương lai đó. Tâm lý của chúng tôi hoàn toàn là tâm lý kẻ sĩ, nghĩa là tâm lý làm quan hoặc làm công ăn lương. Dù chúng tôi chẳng hề học tứ thư ngũ kinh bao giờ, cái tâm lý đó chúng tôi đã tiếp thu từ sinh hoạt gia đình và xã hội, và chúng tôi cũng đã được giáo dục ngay tại trường học theo tâm lý đó. Những mẫu người mà chúng tôi được khuyến khích để noi gương chỉ là những danh tướng, danh thần, những nhà nho liêm chính, những nhà thơ, nhà văn, hoàn toàn không có một doanh nhân nào. Ngay cả những doanh nhân ngoại quốc chúng tôi biết đến cũng chỉ là những ông vua, ông tướng hay các nhà bác học, các nhà chính trị và các nhà văn lớn, chứ hoàn toàn không có một doanh nhân nào. Doanh nhân là một giống người không ra gì. Chúng tôi đã lớn lên với một hệ thống giá trị như thế. Chúng tôi được đào tạo để làm những con người sống ngoài lề xã hội, hay nếu may mắn hơn, sống trên xã hội chứ không hội nhập và sống trong xã hội. Ở vào thế hệ của tôi, một phần nào đó ngay bây giờ tại Việt Nam, học hết tú tài đã là thuộc thành phần tinh nhuệ của xã hội. Tôi may mắn thuộc vào thành phần tinh nhuệ nhất của thành phần tinh nhuệ đó. Bạn bè quen biết của tôi có vài trăm người được đi du học tại châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Nhật. Tất cả đều thông minh, tuấn tú, tất cả đều đã thành công theo tiêu chuẩn Việt Nam, nghĩa là ngày nay chúng tôi đều có văn phòng luật sư, phòng mạch bác sĩ, nha sĩ, làm giáo sư hay kỹ sư với một cuộc sống tương đối thoải mái, nhưng doanh nhân thì chỉ có vài người. Một số kỹ sư chuyên viên nay đã ngoài 50 tuổi, lương quá cao so với yêu cầu của xí nghiệp, đang hồi hộp lo âu, bị cho nghỉ việc. Có những người đã mất việc, nếu khối sinh lực và trí tuệ đó được dồn vào kinh doanh thì đất nước đã khá hơn biết bao nhiêu, và ngay cả cuộc sống của mọi chúng tôi cũng khá hơn nhiều. Hơn nữa, nghề làm công hay nghề cá nhân đã không cho chúng tôi những cơ hội để tiếp xúc và học hỏi, cũng không đặt chúng tôi trước những trách nhiệm quan trọng. Kết quả là giờ đây, vào giai đoạn gần chót của sự nghiệp, chúng tôi không những chỉ bình thường về vật chất mà còn kém cỏi cả trong tầm vóc và sự hiểu biết. Thế hệ chúng tôi đã thừa hưởng một hệ thống giá trị độc hại và đã truyền lại nọc độc cho thế hệ sau. Tôi chưa nhận thấy một chuyển biến tâm lý đáng kể nào trong giới trẻ Việt Nam. Phần lớn các con cháu của các bạn tôi đều hướng về những ngành học thuần túy kỹ thuật, và khi họ có học về doanh thương thì cũng chỉ với tâm lý công nhân mà thôi. Tôi tiếp xúc với nhiều thanh niên và lúc nào cũng hỏi họ dự định thế nào cho tương lai, họ sẽ làm gì ở tuổi 40. Cho tới nay, những câu trả lời của họ cũng không khác bao nhiêu so với thế hệ chúng tôi. Việt Nam vẫn còn chờ đợi một chuyển biến tâm lý lớn, dù đã trải qua nhiều xáo trộn khốc liệt. Đó là tôi chỉ gặp một thành phần thanh niên may mắn có cơ hội để tiếp xúc với thế giới tiến bộ bên ngoài. Những người lớn lên tại hải ngoại hoặc những thành phần ưu tú được gửi ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh hay thực tập sinh. Những thanh niên ở Việt Nam sang còn cho tôi hay tâm lý của thanh niên trong nước còn trì trệ hơn họ về mặt kinh doanh. Tình trạng này cho thấy ảnh hưởng của một nền văn hóa dai dẳng tới mức nào. Chúng ta vẫn còn là những đứa con tinh thần của Khổng giáo Việt Nam, một thứ Khổng giáo đặc biệt tăm tối. Cái văn hóa Khổng giáo đó đã làm thui chột cả một dân tộc. Nó khiến chúng ta dị ứng thương nghiệp đã đành, nhưng nó cũng gây ra một mặc cảm thấp kém, ngay cả trong một số hiếm hoi dám kinh doanh buôn bán. Một người Việt Nam hãnh diện với một đứa con tốt nghiệp đại học và lãnh lương vừa đủ sống hơn là một đứa con bán phở với lợi tức gấp 4-5 lần. Một thương gia giàu có cũng thích gả con gái cho một tiến sĩ hơn là một thương gia trẻ, và cũng rất hài lòng nếu tất cả các con mình trở thành bác sĩ, kỹ sư và bỏ nghề luôn.
họ không thể trở thành những thương gia lớn được bởi vì họ không hãnh diện về nghề nghiệp của họ, và họ không hãnh diện về nghề nghiệp của họ vì thành phần xã hội của họ bị khinh bỉ. Ngôn ngữ Việt Nam không thiếu những danh từ thóa mạ đối với người buôn bán: tên lái buôn, bọn con buôn, bọn hàng tôm, hàng cá, vân vân. Sự khinh bỉ này đưa tới một hậu quả thực sự là những người buôn bán bị co cụm lại thành những nhóm cô lập, hờn giận với phần còn lại của xã hội, rồi cũng mất đi sự tự trọng và cư xử một cách rất thô lỗ, trái ngược với tinh thần phải có của thương nghiệp. Kết quả là cả nghề buôn bán lẫn việc buôn bán đều không vươn lên được. Văn hóa Khổng giáo Việt Nam tạo ra những thành kiến rất sai lầm và bất công đối với các thương gia. Sau khi đậu xong Tú Tài 1, tôi được một thương gia giàu có mướn dạy kèm cô con gái vừa lên đệ tứ, tức lớp 9 bây giờ. Những thành kiến sai lầm đã khiến tôi hình dung ông ta là một con người vô học, chỉ sống vì đồng tiền, chắc là giả dối và gian lận. Tôi khám phá ra mình ngu dốt. Hai ông bà vất vả suốt ngày, họ chỉ về nhà vào khoảng 9-10 giờ tối. Họ bặt thiệp, hiền lành và rất hiểu biết. Tôi nhận ra bà ấy thông minh hơn hẳn các bà mẹ Việt Nam khác, và ông ấy có kiến thức cao hơn và rộng hơn hẳn những giáo sư của tôi. Ông bà ấy hình như chưa học hết bậc trung học, nhưng họ đã đạt tới trình độ hiểu biết cao nhờ học hỏi trong cuộc sống, bằng sự giao tiếp trong xã hội và bằng suy tư cá nhân. Cuộc gặp gỡ kéo dài hơn một năm này đã là một may mắn lớn cho tôi. Tôi được một số tiền thù lao khá lớn, đủ sắm cho mình mà còn giúp đỡ được cả gia đình. Nhưng tôi còn được cả một sự tỉnh ngộ. Sau khi đi du học về, tôi làm tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, rồi sang Bộ Kinh tế và lại có dịp gặp gỡ nhiều doanh nhân khác. Ngay khi về Việt Nam, tôi đã được nghe nhiều huyền thoại về các doanh nhân người Hoa, những Lý Long Thân, Huỳnh Trù, Trần Thành, Trương Đồng Lương, vân vân. Họ được mô tả là những người giàu sụ, có biệt tài làm ra tiền, mặc dầu dốt nát tới độ ký tên mình còn run tay. Sự hiểu ngầm ở đằng sau là họ giàu có nhờ khôn vặt láo cá mánh mung. Điều đáng để ý là thành kiến không tốt đối với các doanh nhân gốc Hoa này không phải chỉ có trong dân chúng và báo chí, mà còn hiện diện ngay cả trong giới chuyên viên tài chánh. Đáng lẽ ra phải được giác ngộ về kinh doanh. Hoàn cảnh đã cho tôi cơ hội gặp gỡ những người này, và tôi nhận ra họ là những con người rất thông minh và ngay thẳng. Không những thế, họ còn có kiến thức rộng rãi về những vấn đề chính trị, văn hóa và xã hội. Trong buổi lễ khánh thành một nhà máy cán sắt mới của công ty Vicasa, Lý Long Thân, chủ tịch công ty, sắp xếp để tôi ngồi ngay bên cạnh ông. Buổi tiệc đã kéo dài hơn thường lệ. Vì sao cà phê, Lý Long Thân còn trò chuyện với tôi hơn 2 giờ nữa. Lý Long Thân không cần gì tôi cả. Ông ấy chỉ nói chuyện vì gặp người hợp ý mà thôi. Ông ấy kể cho tôi những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện giữa ông ấy với các cấp lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt là buổi gặp gỡ một tuần trước đó với đại sứ Mỹ Graham Martin. Lý Long Thân hiểu biết nguy cơ đối với Việt Nam Cộng Hòa hơn là các cấp lãnh đạo Việt Nam mà tôi thường gặp. Nếu Nguyễn Văn Thiệu thật sự dùng Lý Long Thân làm cố vấn như nhiều lời đồn đãi, thì có thể Việt Nam Cộng Hòa đã may mắn hơn. Tâm lý bài bác thương nghiệp và tôn vinh sự thanh bạch tạo ra cho người Việt Nam một quan hệ bệnh hoạn và tội lỗi đối với tiền bạc. Chúng ta đều biết quyền lực của đồng tiền, câu tục ngữ, có tiền mua tiên cũng được, không phải mới có. Hai chữ nói lái đầu tiên là tiền đâu cũng không mới. Chúng ta đều cần tiền và muốn có tiền, nhưng chúng ta không dám công khai kiếm tiền. Chúng ta được giáo dục để coi kiếm tiền như là một sự vẩn đục, và chúng ta cố làm ra vẻ khinh thường sự giàu có và hãnh diện với cảnh thanh bần. Chúng ta muốn mà không dám, chúng ta ao ước và giấu giếm như một tiểu thư con nhà gia giáo
bề ngoài đề cao tiết hạnh, dù trong phòng vắng nhiều đêm cũng trằn trọc mơ ước những giây phút hoang lạc của một cô gái phá lệ, cả một xã hội sống trong sự giả dối. Tâm lý này tạo ra cả một truyền thống tham nhũng, thành phần tinh nhuệ đua nhau đi làm quan thay vì làm giàu. Mặt khác, các ông quan thời xưa và các quan chức nhà nước ngày nay không thể sống với đồng lương chật hẹp, cho nên phải dựa vào quà cáp hay phải nhắm mắt để các bà vợ ăn tiền thay mình để giữ được một mức sống đàng hoàng. Hình như ngày nay đã tiến bộ hơn, các quan chức thẳng thắn đòi tiền hối lộ chứ không cần phải qua một trung gian nào cả. Chống tham nhũng ở Việt Nam rất khó vì chúng ta có cả một văn hóa tham nhũng do truyền thống để lại. Văn hóa thanh bần của Khổng giáo cũng đã đem lại cho chúng ta những tai họa về chính trị. Ông Hồ Chí Minh và ông Ngô Đình Diệm đều được kính trọng vì họ tỏ ra là những người thanh liêm. Họ không có vợ và điều đó hình như kéo theo hệ luận là họ trong sạch, thanh liêm. Họ được tín nhiệm về đức chứ không phải vì tài. Và thật sự cả hai đều không có khả năng, cả hai đều thiếu bản lãnh, đều không nhìn thấy những vấn đề và những giải pháp cho đất nước. Nhưng họ đã được văn hóa và tâm lý Việt Nam đặt vào vị trí quyết định vận mệnh của đất nước trong một giai đoạn trọng đại. Ông Hồ Chí Minh được tôn sùng hơn ông Ngô Đình Diệm vì đóng kịch khéo hơn. Ông xuất hiện như một nhà nho khổ hạnh, sống suốt đời và tất cả cho dân tộc, trong khi thật ra ông là một người ham thụ hưởng hơn hẳn mức trung bình. Cả hai ông, dù đã được ngoại bang nâng đỡ hay đặt để, cũng đã là sản phẩm của văn hóa Khổng giáo. Hai ông không chiếm độc quyền sân khấu chính trị Việt Nam, nhưng là những nhân vật tiêu biểu nhất. Những người lãnh đạo chính trị khác khi không hoàn toàn do ngoại bang chọn lựa cũng giành được địa vị vì những lý do thuần túy thuộc đức. Họ được tiếng là những người hoặc thanh liêm, hoặc can trường, hoặc có công vì đã vào tù ra khám, chứ hoàn toàn không phải vì họ được nhìn nhận là có khả năng làm cho đất nước giàu có hơn. Kết quả, 4 triệu người chết và một GDP 300 đô la mỗi năm cho mỗi đầu người. Văn hóa Khổng giáo còn để lại cho chúng ta một di sản khác là sự vô lễ quá đáng. Mới đây, tôi được đọc trên một tờ báo trong nước một bài của nhà văn Trần Mạnh Hảo đã kích một nhà văn khác vừa được giải thưởng văn học. Trước đây, tôi đã được biết đến Trần Mạnh Hảo qua tác phẩm Ly Thân và có cảm tình với ông. Sau này tôi lại được nghe những dư luận không tốt về tư cách của ông từ những người mà tôi kính trọng về kiến thức và nhân cách. Tôi vẫn còn phân vân và bài báo của Trần Mạnh Hảo một phần nào đã giải tỏa cho tôi sự phân vân đó. Trần Mạnh Hảo đã kích đoạn của tác phẩm thuật lại chuyện vua Hàm Nghi bị Pháp bắt. Trần Mạnh Hảo hoàn toàn không dựa vào một tài liệu nào cả, nhưng cảm thấy có thể thẳng thắn bác bỏ chuyện của tác giả kia. Tại sao? Chỉ giản dị là tại cách xưng hô. Tác phẩm kia thuật lại những lời đối đáp của viên công sứ Pháp gọi vua Hàm Nghi là ngài, là nhà vua, vân vân. Như thế là đủ để Trần Mạnh Hảo quả quyết là tác giả đó đã bịa đặt trắng trợn. Bởi vì có khi nào một người chiến thắng lại nói với một tù nhân với lời lẽ cung kính như vậy? Trần Mạnh Hảo không hiểu rằng đó là cách đối xử rất tự nhiên và rất bình thường của người phương Tây, bởi vì Trần Mạnh Hảo thuộc văn hóa Việt Trung, trong đó sự lỗ mãng là một thông lệ. Những ai đọc truyện Tàu và truyện giả sử Việt Nam đều đã quá quen với ngôn ngữ sỉ vả và thóa mạ kẻ thù, nhất là kẻ thù xa cơ thức thế. Trong các truyện Tàu, tôi chỉ thấy thời Tam Quốc có Tào Tháo và Tôn Quyền là đôi khi đối đáp nhã nhặn với người chiến bại. Một chi tiết khác trong bài của Trần Mạnh Hảo là lời lẽ của nó rất gai gắt. Đó cũng là đặc tính chung của phần lớn những bài tranh luận giữa người Việt Nam thuộc mọi thế hệ. Hình như chúng ta cảm thấy có bổn phận phải nổi giận khi không đồng ý. Nhưng sự lỗ mãng không phải là một nét đặc trưng của riêng văn hóa Khổng Mạnh, mà là của mọi nền văn hóa, trong đó thương mại thiếu vắng.
Thương mại khiến người ta gặp gỡ nhiều, tiếp xúc rộng và trở thành lịch sự. Thương mại cũng bắt buộc người ta tìm lời lẽ trang nhã để thuyết phục khách hàng. Thương mại cũng bắt buộc người ta tìm hiểu khách hàng, đặt mình vào địa vị khách hàng để cố khám phá khách hàng muốn gì và sau đó để chinh phục cảm tình của khách, để khách mua hàng hóa hay dịch vụ cần dùng nơi mình thay vì nơi một nhà cung cấp khác. Những người có chút kinh nghiệm về thương mại đều hiểu rằng muốn như thế thì chỉ có một cách là phải rất lương thiện, rất lễ độ và quý mến khách hàng một cách thật sự. Cảm tình và khả tính là hai vốn quý nhất của một doanh nhân. Thiếu hai đức tính đó thì tốt hơn hết là đừng đi vào thương nghiệp, cùng lắm chỉ thành công nhỏ và tạm bợ mà thôi. Chính vì thế mà các dân tộc buôn bán cũng là những dân tộc khả ái nhất. Đọc một số bài phê phán văn hóa Khổng giáo của tôi, một số thân hữu thường bày tỏ sự lo ngại là nếu không còn Khổng giáo, liệu chúng ta có mất luôn các lễ giáo cổ truyền của mình không? Xin các bạn yên tâm. Trước hết, chỉ lo các bạn không bỏ được sớm thôi. Từ giã một nền văn hóa khó lắm. Sau đó chúng ta sẽ lễ độ hơn chứ không mất lễ độ đâu. Một cách không chủ ý nhưng có thật, văn hóa Khổng giáo vì loại bỏ thương mại đã khiến con người trở nên vô lễ. Có những thân hữu khác lại biện luận rằng không nên bài xích Khổng giáo vì chính nhờ Khổng giáo mà Việt Nam và Trung Quốc đã được ổn định trong hơn 2.000 năm. Nhưng ổn định nào? Ổn định trong sự dậm chân tại chỗ, trong sự nghèo khổ, kìm kẹp và thua kém. Có phải là một ổn định đáng mong muốn không? Chúng ta đã là chúng ta ngày hôm nay. Chính vì chúng ta đã là nạn nhân của sự ổn định đó, mà thật ra có ổn định gì đâu. Lịch sử Trung Hoa và Việt Nam, nhất là Việt Nam, trong 20 thế kỷ Khổng giáo cho đến thế kỷ 19 đã đẫm máu hơn lịch sử của mọi dân tộc khác với đàn áp thường trực và nổi loạn triền miên khi không có chiến tranh với ngoại bang. Các bạn thử đọc lại thật kỹ lịch sử nước ta xem, trước khi người Pháp đến, chúng ta có bao nhiêu năm chiến tranh. Các bạn sẽ khám phá ra con số thật kinh khủng và các bạn cũng sẽ thấy rằng con số những năm chiến đấu chống ngoại xâm chỉ chiếm một tỷ lệ không đáng kể. Văn hóa Khổng giáo do tính bất dung và vô nhân đạo của nó đặt xã hội trong tình thế thù địch thường trực. Cái mà chúng ta gọi là sự ổn định thật ra chỉ là sự trì trệ. Truyền thống nào cũng có sức mạnh quán tính của nó. Truyền thống càng dài quán lực càng cao. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu khi phải từ giã một tập quán chúng ta cảm thấy một mất mát lớn. Bởi vì các tập quán nằm trong vô thức của chúng ta và gắn bó với cơ thể chúng ta. Sự nghèo khổ không phải chỉ là một tình trạng mà là cả một hệ thống có cả đạo đức, triết lý, sự thỏa mãn và niềm hãnh diện của nó. Thoát ra khỏi sự nghèo khổ không phải là dễ, bởi vì chính những người nghèo cảm thấy nếp sống của họ là đúng đắn, không có gì phải thay đổi. Cũng thế, những tập quán tệ hại đến đâu vẫn có cái tiện nghi gớm kiết, nhưng có thật của chúng. Những người bảo vệ hăng hái nhất hủ tục, bó chân phụ nữ của Trung Hoa không ai khác hơn là chính các phụ nữ Trung Hoa. Những người lúc ban đầu phản đối mạnh nhất chiếc áo dài duyên dáng hiện nay của Việt Nam không ai khác hơn là chính các phụ nữ Việt Nam. Cũng những phụ nữ Việt Nam và Trung Hoa khả kính đã bảo vệ một cách nồng nhiệt nhất Tam Tòng, Tứ Đức và chữ Trinh gớm kiếp đã đài đọa họ trong hàng chục thế kỷ. Đọc lịch sử Việt Nam, có một trang mà chúng ta không thể đọc mà không nhỏ lệ. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta đã có hàng chục ngàn người dân rất bình thường chọn lựa đi tới trước đao phủ thay vì từ bỏ lòng tin của mình. Đó là những người Công giáo đầu tiên của Việt Nam, nạn nhân của chính sách cấm đạo dưới triều Nguyễn. Dù chia sẻ hay không tin tín ngưỡng của họ, mọi người Việt Nam đều có thể hãnh diện về sự dũng cảm đó. Đối đầu với họ, những người hưởng ứng chính sách cấm đạo và xả thân đi đánh các họ đạo là ai? Đó là những người văn thân, cần vương, những người cũng đáng quý nhất của dân tộc, nghĩ rằng mình đang hy sinh bảo vệ đất nước của cha ông, chống lại một cuộc xâm lăng mới và một tà thuyết mới.
Nếu chúng ta, thay vì là một xã hội nông nghiệp khép kín, là một dân tộc có truyền thống thương mại và trao đổi, thì phản ứng của chúng ta chắc chắn sẽ không như thế. Điều mà chúng ta đang cần là một sự mạnh bạo để đoạn tuyệt với một tâm lý lỗi thời và để dám đổi mới, dám từ bỏ đường xưa lối cũ, dám muốn đi tới những chân trời mới, tìm những thành công thật lớn. Các bạn có thể hỏi tôi, nói lung tung như vậy có ích lợi gì không? Có đề nghị cụ thể gì không? Có một đề nghị nhỏ rất dễ làm, mà nếu các bạn cùng làm, tôi đảm bảo chỉ trong vòng một thế hệ đất nước sẽ rất khá. Đề nghị đó như thế này, khi một đứa trẻ ra chào đời, các bạn hãy hôn nó và chúc nó. Con sẽ là doanh nhân, con nhé.